Dạ, xin chào tất cả mọi người, đây là Lishiwamoto. Và hôm qua em cũng đã lên cho mọi người một clip về SH350i mới, giá chỉ có 146 triệu đồng thôi. Và thông tin em nhận được thì ngay ngày hôm qua luôn, có một ông anh ở gần ngay cho em luôn, ở Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh luôn, đặt xe ở quận 3 với giá ra biển là 187 triệu đồng. Xe ra biển luôn nha mọi người. Còn một vài anh em cũng đã nhắn tin cho em nói là anh mới đặt xe với giá là 183 triệu. Thì nó tầm loanh quanh cỡ chừng 180 mấy triệu ha, tới 190. Cái mức này thì hôm qua em đã dự đoán là tầm 200 triệu. Nhưng mà hôm nay nhận được cái tin, hôm qua nhận được cái tin là 180 mấy triệu thì cũng rất là vui. Vui là vì anh em mua được những chiếc xe có cái giá tiền nó hợp lý, nó vừa phải. Và chiếc xe này thì theo em nó là một chiếc xe hàng 3 cục 300 phân khối tiếp theo của Việt Nam mình. Ngày xưa mọi người nhớ không, một chiếc xe 150, SH150 nhập nguyên chiếc từ Ý, thì chiếc xe đó nó cao hơn chiếc xe hàng 3 cục là chiếc xe lắp ráp tại Việt Nam. Và bây giờ cũng vậy, những anh em nói là những chiếc xe mà anh em nhập 350i mới mấy tháng trước bây giờ không có bán dài hết. Còn những chiếc xe 350i mới lắp ráp tại Việt Nam này sẽ ăn đứt mấy chiếc xe kia luôn, và mấy anh em khóc thét hết. Nhưng thưa anh em, thưa mọi người, thưa anh chị, là những cửa hàng của người ta nó có cái chất riêng của người ta. Và em không có tồn cái chiếc 350i mới nhập Ý nào ở đây hết. Và em nghĩ là xe Ý và xe Việt Nam nó vẫn có sự khác biệt với nhau. Trên TikTok mấy anh em comment là đang chiến tranh giữa cái vụ là xe Việt Nam và xe Ý trên cái kênh của em luôn. Nhưng mà để nói về chiếc xe này thì 187 triệu đồng đáng, rất đáng để mua nha mọi người. Nhưng mà anh chị phải nhìn nhận một cái vấn đề như thế này nè. Là em cũng nói mọi người nhiều rồi, có một số anh em nói là em lỡ mua chiếc 150 mới mất, hay là em lỡ mua chiếc 300i cũ, mẫu cũ mất, thôi để dành tiền mua luôn chiếc 350i này cho nó rẻ. Chứ 150i thì cũng 120 mấy triệu rồi. Dạ thưa anh em, thưa anh chị, thưa mọi người, là chiếc xe này á, mọi người không có nghĩ là nó đi hàng ngày được đâu. Em nói thiệt mọi người luôn, em nói thiệt anh chị mình luôn, là không bao giờ mà anh chị đi hàng ngày chiếc xe này được. Riêng cái việc anh chị dắt ra dắt vô khỏi nhà là nó là một cả một vấn đề rồi. Hôm qua cái clip kia em cũng đã nói rồi, chiếc 300i ngày trước nó đã nặng rồi, còn chiếc này nó còn nặng hơn chiếc 300i đó nữa. Thì anh chị đi kiểu gì mà đi hàng ngày được. Và cái thể trạng anh chị phải tốt, cực kỳ tốt. Cái giá nó tốt thiệt, nhưng mà anh chị phải tốt nữa kìa, anh chị mới đi được con xe này. Riêng em 1m7 cũng 7 mấy ký, nhưng mà em đi con xe đó em cũng rất mệt luôn, nó nặng ghê lắm mọi người. Chứ không phải là mọi người nhìn thấy chiếc xe và đi nó hoành tráng đâu. Mọi người khi nào mà mọi người mua chiếc xe về, mọi người ngồi lên chiếc xe, mọi người đi, mọi người cảm giác là mình đi được nó hàng ngày hay không á, nó là một cái chuyện nữa. Cái mua về mà để không biết một chỗ nó cũng vậy à, rất là khó khăn khi mà đi con 300i nha. Có anh em sẽ nói là em là em bị ngộ cho cái việc là em đang nắm nhiều SH Ý, nên là thành ra là em chê chiếc 300i Việt Nam. Nhưng mà không phải, chiếc xe đó rất đẹp, rất công nghệ và rất tốt, cái giá rất tốt. Anh chị nếu mà một cái lựa chọn anh chị đáng mua luôn á. Nhưng mà cái chất lượng xe Ý với xe Việt Nam nó một trời một vực thì nó hơi quá, nhưng mà chất lượng cỡ 80. Đơn giản mọi người thấy chiếc 150i mẫu mới đi với chiếc 150i Ý từ ngày 22 tới giờ thì chiếc nào đi ngon hơn, đơn giản vậy thôi, thấy là khác biệt rồi, chứ không có cần gì hết á. 150 SH Việt mình so với hàng ba cục nó chưa bằng nữa, nói thiệt với mọi người luôn. Nên là cái gì nó cũng có giá trị của nó hết. 350i này 187 triệu, nếu mọi người khỏe, mọi người đủ tài chính, mọi người mua chơi bình thường. Con xe này nếu mà với cái giá đó thì mọi người chơi là quá sướng luôn. Càng ngày thì hãng nó càng cho một cái giá vừa phải để mọi người mình tiếp cận được với con xe rồi. Thì ok, con xe này rất tốt để mọi người mua. Còn vấn đề nữa mà anh chị em mình khỏi lo là anh chị em mình đi chiếc 150 á, nó đủ lắm rồi. Nếu mà anh chị mình không thích phân khối quá lớn thì 150 nó đã đủ quá rồi. Max speed nó cũng 100 mấy rồi. Còn cái chiếc 300i Việt Nam này max speed nó tầm cỡ 150 mấy á, thì mình đi đâu có quá đâu anh chị. Nhưng mà chiếc 150 anh chị mình đi nó lợi xăng hơn một nửa. Còn cái chiếc 350i kia nó hao xăng hơn gấp đôi. Nó tầm 25 km. Còn cái con kia thì tầm 50 km. Thì mọi người thấy nó lợi không? Có cái nữa nè mọi người, là cái chi phí bảo dưỡng á. Tất nhiên là khi mà nó đã là một con xe tay ga phân khối lớn rồi, cái dòng cao cấp hơn rồi, thì chi phí bảo dưỡng bảo trì của nó cao hơn rất nhiều nha mọi người. Thay thế ngay cả nhớt nhau này kia mọi người cũng đã tốn hơn rất nhiều rồi. Tóm lại á, 150i
150i và 350i nó ở hai phân khúc khác nhau. Khi mà anh chị cần một chiếc xe đi hàng ngày thì 150i nó là hợp lý nhất, còn 350i chỉ là đi cảnh thôi, có thể là đi xa cũng được, mạnh mẽ hơn, chứ còn đi hàng ngày nó không hợp lý đâu mọi người. Mình cứ theo nhu cầu của mình mà mình lựa chọn thôi. Còn nếu như anh chị không biết nhu cầu của mình là gì thì cứ thử, nếu mình dư giả tài chính cứ mua thử đi là biết nhu cầu mình là gì thôi. Vậy thôi, xe nào nó cũng có giá trị của nó, 350i 187 triệu, rất đáng mua nếu anh chị cảm thấy hợp lý với mình. Còn anh chị nghĩ sao về chiếc 350i mới này? Anh chị sẽ mua nó hay là mua một chiếc xe ý? Hãy comment phía dưới cho em biết với nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết clip này. Hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo của Lee Siwon Moto. Chào mọi người.